Ngày hôm nay tôi rất là vui mừng và vinh dự khi có cơ hội được mời ngài Donald Bottle đến để thăm showroom của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Ngài là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn tại kinh đô thời trang Paris cũng như là trên thế giới, bởi vì ngài Donald Bottle đã từng là cựu CEO của hãng thời trang danh tiếng Jean Paul Gaultier trong 25 năm, cựu chủ tịch của hiệp hội thời trang Paris Paris Haute Couture. Hiện nay ngài Donald Bottle đang là chủ tịch của phân viện thời trang thuộc Paris College of Art. Vì việc mà ngài đến với thị trường Việt Nam nhân dịp triển lãm phong cách sống châu tại Việt Nam, European Art of Living, là một cơ hội vô cùng lớn cho Việt Nam. Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ tài năng của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, và với một người có nhiều kinh nghiệm cũng như có những mối quan hệ đối với các nhân vật trong làng thời trang thế giới, thì tôi luôn luôn ấp ủ một ngày tôi có thể kết nối để có thể đưa nhà thiết kế Công Trí đến với kinh đô thời trang Paris. Tại vì nói đến thời trang thì phải nói đến Paris, đặc biệt nói đến thời trang cao cấp, nói đến haute couture thì phải nói đến Paris, bởi vì ở trên thế giới chỉ có Paris mới có haute couture. Hello, I'm Donald Potter, and I come here to Saigon. Today I entered this amazing store of Grand Chi, and I must say that I'm absolutely amazed. I've seen beautiful dresses with a lot of embroidery and amazing work, and I'm very impressed and very happy, because it's always wonderful to discover new talents or talent that you don't know. And very rarely I say it, but I'm sure that he can come to Paris and make a fashion show. I'm sure he's going to have a lot of success, because the talent is here, everything is here. So here we have an example of his work, and I must say this is absolutely amazing to see all the details, and this is all handmade. And the shape by itself is very simple, but then all the work around is amazing. And this is clever, because usually sometimes people make a shape that is already very difficult, and they add some parements, and there, no, it's the contrary. The dress is very simple, it's on the and very traditional Vietnamese dress. So very simple, and then you can play like you would play, like if you were a painter, you know. This is almost a painting. So this is what I like, when art and fashion meet together. This is what it gives. So yes, let's go to Paris and let's show that to the world. Ngày hôm nay khi mà Công Trí được biết ngài Donald Potter đến shop của Công Trí để mà tham quan, mình thấy rất là vui, nó rất là phấn khởi, vì thật sự có nhiều câu chuyện và nhiều thứ để mà trao đổi với nhau rất là thú vị. Và khi ngài đến thì xem những sản phẩm cũng như đi một vòng shop của mình và có những cái lời khen ngợi như vậy thì như một cái lời khích lệ. Một người gắn bó với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, cũng như là một người gắn bó với chị Trang Lê và nhà thiết kế Công Trí, tôi có một cái góc nhìn khác hơn về cái việc có mặt của ngài Donald tại chỗ của anh Công Trí ngày hôm nay. Đó chính là tôi nghĩ rằng đã đến lúc Việt Nam có một đại diện lẫy lừng để có thể có mặt trong tuần lễ thời trang cao cấp tại Paris, để mang đến cho cái người yêu thời trang ở Việt Nam cái niềm tự hào. Đây chắc chắn đó không phải là một bước chuyển của riêng ngành thời trang, mà đó là một bước chuyển về văn hóa, cũng như là nâng tầm
tài năng Việt Nam lên một cái tầm cao mới hơn, và hy vọng anh Công Trí sẽ làm nên cái huyền thoại mà tất cả chúng tôi đều mong chờ đó. Trong thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng ngài Dan Bottle được đánh giá rất cao những thiết kế của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, và ông nói một cách rất tự nhiên rằng ông là người rất hiếm khi đưa ra những cái lời khen tặng đối với các tài năng thiết kế, bởi vì là một người đã làm việc rất lâu năm trong lĩnh vực thời trang cao cấp thì với con mắt nhà nghề, ông hoàn toàn có thể nhìn rất nhanh và rất rõ về những cái tài năng thực sự của các nhà thiết kế trên thế giới. Và mới chỉ vừa bước chân vào showroom của nhà thiết kế Công Trí, mới chỉ chiêm ngưỡng những cái tác phẩm đầu tiên, nhưng mà ngài Dan Bottle đã đưa ra những lời nhận xét vô cùng ấn tượng dành cho nhà thiết kế Công Trí bởi những cái sáng tạo mà nhà thiết kế Công Trí đã làm ra, và việc nhà thiết kế Công Trí có thể sẽ có mặt ở Paris trong một không xa sẽ có thể trở thành sự thật, giống như rất nhiều những giấc mơ mà chúng tôi đã cùng nhau biến thành sự thật. We'll be right back.